Nhà vệ sinh thông minh có thể phân tích chất thải của con người, công ty khởi nghiệp Trung Quốc Geomechi Health cho biết họ đã phát triển một nhà vệ sinh thông minh có thể phân tích các chất bài tiết của con người. Startup này hy vọng có thể đưa sản phẩm ra thị trường vào cuối năm nay. Công ty cho biết nhà vệ sinh thông minh có các cảm biến tích hợp có thể thu thập và phân tích các mẫu, những kết quả này sau đó sẽ được gửi đến một ứng dụng điện thoại di động và người dùng nhận được các lời khuyên về sức khỏe liên quan đến kết quả này nhà vệ sinh thông minh không chỉ có thể theo dõi bệnh tim mà còn giúp phát hiện các triệu chứng ung thư và tiểu đường từ các mẫu nước tiểu michael lindenmeyer cố vấn về sức khỏe kỹ thuật số và vệ sinh thông minh của công ty toilet bot collision có trụ sở ở mỹ chuyên cung cấp các thiết bị vệ sinh trên thế giới cho biết một nhà vệ sinh như vậy thực sự có thể giúp cung cấp thông tin về sức khỏe không giống như các thiết bị đeo nhà vệ sinh thông minh có thể thu thập và giám sát dữ liệu mà không thay đổi thói quen của người dùng các nhà vệ sinh thông minh cũng có thể đọc dữ liệu chính xác khi tiếp xúc với da người. Trong lĩnh vực này, công nghệ thực sự đang rất phát triển. Kohler, nhà sản xuất sản phẩm nhà vệ sinh, nhà bếp và phòng tắm của Mỹ, đầu năm nay đã ra mắt gương nhà vệ sinh và phòng tắm thông minh sử dụng trợ lý giọng nói Alexa.